Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Không biết sống nổi qua con trai này không? Nghệ An là mệt rồi, xong rồi tức đi hoạt bị mưa mấy ngày đấy em. Kiệt sức luôn ha. Nắng cháy da cái là nắng thuốc sư. Nắng kiệt sức làm thì nước da. Nước luôn. Dạ, mình nói một chút về cái trò chơi này đi ạ anh chị. Không nói được. Không nói được. Siêu khổ. Mệt quá hả? Siêu khổ. Nhưng mà thực sự là đồng đội của Hương là anh Tú và bạn Trung rất là tuyệt vời. Anh hình như là khó nhất là khúc mà anh đi xuống giống luôn không ạ? Cái vỏ dài quá. Cái bị cứng rồi. Nhưng mà sau khi chơi xong cái này là mình có kinh nghiệm cho các hai gia đình còn lại. Mình có thay đổi vị trí cho nhau không? Sau khi chơi xong cái này thì khi mà có em bé em thì có kinh nghiệm cho những em bé. Em không cần kinh nghiệm đâu. Sau khi mua thì bây giờ cái lần cái bộ chạy chéo á. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.